Nếu anh chị em nhìn trên sân khấu sẽ thấy có ba thế hệ đang ở trong cái gia đình này. Thế hệ ông bà, thế hệ con và thế hệ cháu. Và còn có cả hai cái chiếc thau nước, và cả hai cái chiếc khăn, và cả những cái lọ nước thơm có thể giúp con nắm các đôi bàn tay lại với nhau không ạ? Hãy nắm bàn tay của hai người kế bên của mình. Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu nha. Trải nghiệm tiếp theo sẽ có tên là trải nghiệm về đôi bàn tay của người cha, người mẹ. Có lẽ ngôn ngữ Việt Nam đã có rất nhiều lần đề cập đến cái sự trân quý, hy sinh đôi bàn tay của người làm cha, làm mẹ. Bố ơi, ba ơi, có lẽ nếu như ngày hôm nay con lại tiếp tục dùng thêm nhiều ngôn ngữ, mỹ từ nữa cũng sẽ không đủ để nói về đôi bàn tay là hiện thân cho sự hy sinh của người cha, người bố, người chồng trong gia đình. Đối với con, người ba vợ của con có một ý nghĩa rất đặc biệt. Con và vợ quen nhau 7 năm rồi mới cưới. Vợ con là người ở Bình Giã, ở Vũng Tàu. Ba con đã mất cách đây, ba vợ con đã mất cách đây 1 năm do căn bệnh ung thư. Và ba con mất vào ngày mùng 5 Tết. Và con còn nhớ, ở trên cái giường bệnh vào lúc đó, con đã nắm đôi bàn tay của bố con. Lúc đó ung thư nó ăn lên não rồi, cho nên nó không còn nhận biết được nữa. Đó là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng mà con quen vợ con được nắm cái đôi bàn tay đó của bố. Mặc dù đó là bố, là vú của vợ con, nhưng đối với con, đôi bàn tay ấy có một ý nghĩa rất lớn lao. Đôi bàn tay ấy đã chay sạn bởi vì bố con làm cái nghề nuôi heo, làm cái nghề chở heo. Đôi bàn tay ấy ở trên cái ngón áp út vẫn còn một cái dấu trắng, là cái dấu tích của chiếc nhẫn. Bởi vì vợ con có kể là bởi vì ba mẹ của vợ con nghèo quá, cho nên lúc cưới nhau cái cặp nhẫn cưới của hai người họ nó mỏng quá đi. Cho nên cái lúc mà họ canh tác á, chiếc nhẫn ấy của người mẹ là mẹ, là vợ, là mẹ của vợ con, nó bị đứt ra. Người chồng ấy đã gỡ chiếc nhẫn của mình ra để ra ngoài tiệm đắp thêm cho chiếc nhẫn cưới của vợ mình, để làm cho chiếc nhẫn ấy trở nên đầy đặn hơn. Và rồi khi con nắm đôi bàn tay đó, con cảm thấy rất xúc động. Và con tin rằng bác ơi và anh ơi, con tin là bác, là anh đã hy sinh rất nhiều cho gia đình của mình, rất nhiều cho người vợ, người con, người cháu của mình. Đôi bàn tay ấy đã trầy trụt hơn qua năm tháng, nhưng dẫu sao vẫn rất hạnh phúc khi bác vẫn còn bác gái đang ngồi bên cạnh. Hạnh phúc thay cho anh chị khi ba và mẹ của mình vẫn còn đang sống. Hạnh phúc thay khi ba mẹ của anh chị giờ đây đã có con, đã có cháu, đã có chắc. Và bác biết không, bác đang cầm đôi bàn tay của bác gái, con nhìn thấy chiếc nhẫn cưới rõ lắm. Không biết sao, đối với con chiếc nhẫn cưới có một ý nghĩa rất thiêng liêng của vợ chồng, là một minh chứng của tình yêu, của sự hy sinh. Đôi bàn tay ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bác gái, cùng với các con, cùng với bác cháu, và còn người mẹ nữa, phải không Sơ Hồng Quế à? Đôi bàn tay của người phụ nữ luôn bên cạnh chồng, con của mình. Và Sơ Hồng Quế sẽ đồng hành cùng với đôi bàn tay của những người phụ nữ đã hy sinh suốt một cuộc đời, đặc biệt là với cái văn hóa Á Đông đang tồn tại tại xã hội Việt Nam này. Xin mời cả nhà chúng ta hãy trở về đôi bàn tay của mẹ của mình. Từ khi con hình thành trong dạ mẫu thân, mỗi ngày con dường như cảm nhận sự ấm áp khi mẹ luôn xoa nhẹ vòng bụng mỗi khi con cựa quậy. Bàn tay mẹ cẩn thận chăm chút chuẩn bị chiếc áo hoa xinh đẹp
với bao ước mơ về một đứa trẻ bụ bẫm, khỏe mạnh, sắp chào đời. Bàn tay mẹ nâng niu tấm thân con bé bỏng yếu ớt, khe khẽ và cẩn trọng để con không một chút đớn đau. Bàn tay mẹ vỗ về khi con ò òe cơn quấy khóc, con có cảm giác an bình nương tựa. Con sẽ khóc toáng lên khi con biết ai đó không phải là bàn tay của mẹ ấm bồng. Bàn tay của mẹ như chiếc nôi đu đưa dù con vào giấc ngủ. Có lúc bàn tay mẹ lại tất bật thay tã, tắm rửa cho con. Tháng ngày vội vã qua đi, con loay hoay vấp váp đứng ngồi. Bàn tay mẹ nâng con đứng dậy, vỗ về xoa dịu cơn đau. Bàn tay mẹ trìu mến cài chiếc nơ hồng trên mái tóc non tơ, cặm cụi lau những chiếc giày bùn đất khi con mệt nhoài sau những trận vui bóng đá, sau những cuộc nhảy dây. Chiếc áo đứt khuy, cái quần tuột chỉ, búi chỉ đường kim mẹ đã ân cần may vá lại cho con. Nhiều khi bàn tay mẹ run run trên vầng trán hầm hập cơn sốt nóng, để rồi những lúc ấy tô cháo nghi ngút khói hương thơm, những viên thuốc, những ly nước. Mẹ ân cần chăm sóc cho con. Con còn nhớ bàn tay mẹ linh thiêng thành kính, chắp lại trước đấng quyền năng khẩn cầu cho gia đình mình luôn được êm ấm. Bàn tay mẹ đã nắm lấy bàn tay con làm dấu thánh giá đầu tiên và dạy cho con ê a đọc kinh lạy cha. Và đã biết bao nhiêu lần lặng lẽ gạt đi nước mắt bởi những lỗi lầm con đã làm cho mẹ buồn lòng. Năm tháng qua đi, khi ở bên mẹ, con được chứng kiến sự đổi thay diệu kỳ của cuộc sống chỉ bằng bàn tay ấy. Đằng sau những bữa cơm thỉnh soạn của gia đình là dáng mẹ với đôi bàn tay thon gầy nhặt từng cọng rau, vo từng nồi gạo, kho từng nồi cá cho gia đình. Ngày con là một đứa trẻ, con thường thấy mẹ cầm roi và con sợ nhất hình ảnh cái roi lăm le lên mình. Trên đôi tay của mẹ, mỗi khi con mắc sai lầm, đôi tay mẹ làm con đau. Mẹ, mẹ rất tốt. Mẹ tốt với con, nhưng có những lúc con nghĩ mẹ thật quá đáng. Con đã nghĩ mẹ, mẹ rất ác. Đã bao lần mẹ mắng con đã khóc. Và con đã khóc vì uất ức cay đắng, chứ không khóc vì hối hận. Con càng lớn lên, con càng xinh đẹp thì mẹ càng già đi, như một quy luật tự nhiên và nghiệt ngã của tạo hóa. Tóc mẹ nhuộm màu theo sương khói khi mẹ mới ở tuổi 40. Da mẹ một màu rám nắng, và đặc biệt đôi tay mẹ gân guốc xanh xao. Phải rồi, bao nhiêu năm tháng trôi qua, những vết chai sàm rứt nẻ nhiều ở trên mẹ, và mẹ đã quen điều đó. Đôi tay của mẹ, đôi tay không bao giờ biết gõ bàn phím hoặc sử dụng điện thoại như con vẫn thường làm mỗi ngày, nhưng sao vĩ đại trong cuộc sống này. Và đến một giai đoạn, con đang trải nghiệm. Xin cảm ơn một số bác sĩ đang hiện diện đây với gia đình, với mẹ của con. Đến một giai đoạn, mẹ phải rời xa gia đình thân yêu, xa bếp lửa hồng. Mẹ phải vào bệnh viện trong căn phòng bé nhỏ chật hẹp. Con cầm mãi bàn tay mẹ nhắn nheo xương sầu, chai sần, đen sạm, với rất nhiều vết bầm tím vì chích truyền nước. Và mẹ, lúc này mẹ không thể nấu cho chúng con ăn. Mẹ đã được các bác sĩ nắm nhiều hơn để chữa bệnh và làm rất nhiều xét nghiệm.
bàn tay mẹ lạnh dần, lạnh dần. Những ngón tay không còn máy động, bàn tay mở thẳng ra một hõm trũng giữa lòng. Hõm trũng ấy thật nhỏ bé, hõm trũng ấy thật nhỏ bé mà an trú cho con suốt cả đời. Sao bây giờ con mới thấy bàn tay ấy thật vững chãi? Sao bây giờ con mới biết bàn tay ấy thật mạnh mẽ? Sao bây giờ con mới biết níu giữ bàn tay mà bấy lâu nay con đất chưa từng ấp ủ trong lòng mình? Sao bây giờ con mới thấy mình thật nhỏ bé trong lòng bàn tay suốt bao nhiêu năm từ trẻ dại tới lớn khôn? Và con bỗng thèm được một lần thấy mẹ cầm roi, thèm một lần thấy mẹ khỏe mạnh mà la rầy con khi con tinh nghịch, thèm được ăn bữa cơm gia đình được mẹ nấu. Và hơn hết, con thèm được nắm lấy đôi bàn tay của mẹ. Nhờ đó mà có con trên đời, và con đã trưởng thành như ngày hôm nay. Kính thưa tất cả các quý vị đang ngồi trong hội trường này, hãy trở lại với bàn tay ấy. Và ai còn bàn tay mẹ, hãy đôi lần thinh lặng ấp ủ đôi tay gầy mà ấp ủ vào tim. Những ai đang ngồi trong hội trường này đang là mẹ và sẽ là mẹ trong tương lai, hãy phát huy hết khả năng phi thường của đôi bàn tay hiền mẫu để lại dấu tin nơi chồng và con của mình. Một gia đình chứng nhân chúng con đã tìm rất khó, đến từ giáo phận Xuân Lộc. Và qua giới thiệu của cha sở, mấy cha sở, và đây là gia đình xứng đáng. Đây là gia đình bàn tay cha, bàn tay mẹ này đã giúp cho gia đình này trở thành một gia đình thánh thiện, một gia đình có con thành đạt, một gia đình thương yêu. Đây một gia đình chứng nhân để làm mẫu cho biết bao gia đình. Những người đang ngồi dưới này cũng có gia đình của mình. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha có đôi lời với gia đình và làm chúc phúc lành cho đôi bàn tay của ông bà. Trước khi đó chúng con có nghi thức để rửa tay. Trời ơi, tôi thấy mang dòng vàng, tôi thấy y chang mẹ tôi dưới quê. Nói đùa, mẹ con ở dưới quê, con là người miền Tây, mẹ con lâu lâu mà được mời tham gia đi đám cưới sự kiện á là trang hoàng lộng lẫy lắm. Và tự nhiên con nhìn lên đây con thấy hai bác, thấy anh chị và thấy hai em. Tự nhiên con nhớ đến gia đình của mình. Con tin là gia đình mình xứng đáng là một trong những gia đình đại diện để có thể ngồi ở trên đây. Và con tin là tất cả những hy sinh của hai bác dành cho con cháu của mình, và chính những đôi bàn tay này sẽ hình thành nên và giữ được cái bữa cơm gia đình đó. Con xin phép hai bác sẽ vẫn ngồi ở trên ghế. Xin phép mời hai anh chị có thể giúp tôi một việc được không ạ? Hai anh chị hãy đứng đối diện với ba mẹ của mình. Anh chị hãy giúp tôi đứng đối diện với ba mẹ của mình. Hai cháu hãy đứng dậy nào. Hai cháu hãy đứng dậy. Hai anh chị được quyền chọn tư thế sao, chọn miễn sao mà thấp hơn cái đầu của ba mẹ anh chị là được. Tôi không có gợi ý. Mà giờ bây giờ làm sao tôi không biết, mà miễn sao thấp hơn ba mẹ của mình là được. Bởi vì ba mẹ tôi có dạy tôi một câu rằng: Tâm à, một ngày nào đó con có thể học, địa vị con rất cao, con có thể giàu hơn ba mẹ. Nhưng tâm này, địa vị của con, tài chính của con, nó sẽ vẫn luôn nhớ là thấp hơn ba mẹ một cái đầu. Bởi vì tất cả là sự kính trọng của tình yêu thương. Vậy hai cháu ơi, hãy tiến đến cầm hai chiếc áo, để rồi ba mẹ của các em sẽ giúp dùng cái chiếc khăn này để lau cho đôi bàn tay của ba và mẹ. Đôi bàn tay đã vất vả gìn giữ cho cái gia đình này tới ngày hôm nay. Mời hai anh chị hãy giúp tôi cầm hai cái khăn mà hai cháu đang cầm, hãy giặt sạch sạch ráo hai chiếc khăn trong này.
và hãy giúp tôi lau đôi bàn tay của đấng sinh thành. Đôi bàn tay ấy đã gìn giữ gia đình này, đôi bàn tay ấy đã che chở cho gia đình này, và đôi bàn ấy sẽ tiếp tục là một minh chứng cho sự tồn tại vĩnh cửu của gia đình dưới sự ánh sáng của trí tuệ, của tình yêu thương. Và sau đó hãy giúp tôi dùng hai chai dầu thơm để làm thật thơm cho đôi bàn tay của ba mẹ. Hãy giúp tôi xoa thật đều cho đôi bàn tay ấy, bởi vì đôi bàn tay ấy xứng đáng có được điều đó. Đôi bàn tay ấy xứng đáng có được tất cả những điều đó. Cảm ơn hai cháu rất nhiều. Hai con có thể, hai em có thể tạm thời. Con có thể mời hai bác có thể đứng dậy. Gia đình mình vẫn có thể đứng kế bên nhau. Và con xin muốn kính mời Đức Cha hãy giúp chúng con làm nghi thức chúc phúc cho đôi bàn tay của gia đình mình, chúc phúc cho người ba, người mẹ. Con xin kính mời Đức Cha. Kính thưa cộng đoàn, trước mắt chúng ta thấy người cha, người mẹ với những đôi bàn tay gầy guộc và đen sạm. Đó là hình ảnh của đôi bàn tay của Thiên Chúa là đứng sinh thành lên tất cả các đứng sinh thành. Và cái lời cảm ơn của người cầu chúc của chúng ta hôm nay dành cho hai bác ở đây gợi là chúng ta, tất cả chúng ta ai cũng có cha mẹ. Và giờ đây chúng ta cùng nhớ lại những hình ảnh của đôi bàn tay của cha mẹ mình. Và cùng với tôi chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả những bàn tay của người cha, người mẹ đã thay thế Thiên Chúa để trao lại sự sống và gìn giữ sự sống ấy, và để cho phát triển sự sống ấy là chính chúng ta. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Lạy Thiên Chúa là đấng tạo dựng lên vũ trụ trời đất và tạo dựng lên con người, Chúa đã ban sự sống cho ông bà cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha mẹ chúng con với đôi bàn tay đã vất vả lao lũ lao động để nuôi dạy chúng con nên người. Từ những đôi bàn tay ấy, chúng con đã nhận được lương thực hàng ngày cùng với những âu yếm nâng đỡ mỗi lần chúng con vấp ngã. Chúng con đã bám tựa vào những đôi bàn tay ấy để lớn lên và tiến bước mỗi ngày. Lạy Chúa, xin chúc lành cho những đôi bàn tay của cha mẹ của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ đến Kitô Chúa chúng con. Xin mời các khán giả, tất cả chúng ta mở đôi lòng bàn tay của mình ra và nhìn vào bàn tay của mình chúc ạ. Mời mọi người hãy nhìn vào bàn tay của mình. Và bây giờ chúng ta giơ cao lên và chúng ta cần có nhau để nương tựa nhau. Ví dụ là giơ thế này, một người nâng người đó lên. Rồi chúng ta sẽ làm như vậy cả trên này nữa ạ. Chúng ta sẽ làm như vậy, tay chúng ta giơ cao lên ha. Rồi chúng con xin mời Đức Cha lên đây cùng nhìn khán giả và chúc phúc lành cho đôi bàn tay của khán giả. Xin mời Đức Cha. Lạy Thiên Chúa là cha của chúng con. Con tự hỏi lòng có bao giờ cầm bát cơm ăn mà con nhớ đến đôi bàn tay lam lũ của người nông phu vất vả trên cánh đồng lúa chín chưa? Có bao giờ nhìn thấy đôi bàn tay nhăn nheo kham khổ của cha mẹ mà chúng con nghĩ đến công lao của các ngài đã vất vả làm lụng nuôi sống chúng con? Có bao giờ con nhớ đến đôi bàn tay của những người bạn đã nâng đỡ khi con gặp những khó khăn trên đường đời? Có bao giờ con đã để ý đến những đôi tay của những người nghèo khổ đang giơ ra chờ sự trợ giúp
chia sẻ của con. Lạy Chúa, con thờ ơ quá, hờ hững quá, xin hãy tha thứ cho con. Giờ đây con muốn hình dung tất cả những đôi bàn tay đã từng động chạm đến chính bản thân trên đường đời của con. Và cũng xin Chúa giúp con, để con biết giơ đôi bàn tay của chính mình ra để chia sẻ và nâng đỡ những anh chị em đang cần đến con. Và lạy Chúa, giờ đây xin chúc lành cho tất cả những đôi bàn tay của chúng con đang hiện diện nơi đây. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Một lần nữa chúng con xin hết lòng cảm ơn gia đình mình. Xin hãy cho nhau một tràng vỗ tay.